Một người tỷ phú rất là giàu Ông ấy giàu vô cùng Ông ấy không có thời gian để dành cho gia đình Và vợ ông là một người cực kỳ là xinh xắn Xinh vô cùng luôn à. Cảm ơn anh chị nhá Cứ follow em đi chia sẻ cho em Cảm ơn anh chị rất nhiều nhá Cảm ơn anh chị nhá Và rồi thì căn bệnh gì ạ Nó đã đến và người phụ nữ đó suốt ngày Người con gái đó suốt ngày khóc lóc chồng ấy, Anh em ơi em yêu anh vô cùng Bây giờ anh mà mất đi thì em biết dựa vào ai Và cứ khóc như vậy Cứ khóc như vậy Thì chỉ có cái thằng làm vườn nó nghe thấy thôi Cái căn biệt thự rộng làm gì có ai mà nghe anh chị Ông chồng thì mệt nằm ở trên giường Nghe gì lúc này nữa Rồi gửi cho bạn một bình luận Hãy ăn mừng cùng người xem của bạn Vâng cảm ơn anh chị rất nhiều nha Rồi thế mới gọi là nhân quả đúng cảm ơn các anh chị rất nhiều thế thì cuối cùng thì sao ạ à? bệnh à cái, cái đó thì rồi nó cũng phải ra đi đến ngày tháng ông ấy phải ra đi và ông ra đi thì người vợ của ông ấy khóc lóc vô cùng khóc như không ai có thể khóc được bởi vì thật sự trong tâm bà ấy rất thương ông ấy rất thương người chồng đó anh chị ạ à. thương lắm một người hào hoa một người đẹp trai một người rồi lại làm giàu được gia đình như thế tiền của vô vàn mất đi theo như anh chị có hụt thẫn không ai mà trả hụt thẫn hả anh chị tôi tôi cũng hụt thẫn vâng cảm ơn anh chị rất nhiều nhá cảm ơn nhà vườn thiên linh nhá cảm ơn nhá và cuối cùng thì dạ ngày nào cũng khóc bên ngôi mộ của chồng khóc ghê gớm lắm khóc lâm ly lắm khóc đến cảm như là không còn gì để mà sống trên đời này nữa cảm giác như có thể là chết ngay được anh chị ạ đó nhưng mà cuối cùng thì sao ạ bà ấy quyết định rằng là bây giờ phải gắn ở trên ngôi mộ của chồng là như thế này ạ thiếu anh em không thể sống nổi đó thiếu anh em không thể sống nổi không sống nổi thì bây giờ làm thế nào ồ oh, tiền có đầy có cái gì cũng có hết cả bây giờ thế ta làm thế nào anh chị chết à chết được không khó lắm anh chị ạ à. nói thế thôi chỉ cần để mà nói tự dưng đang khỏe mạnh cái này mà bảo chết theo chồng chết làm sao được anh chị khóc thì có lóc thì có và cứ như vậy cứ như vậy cứ buồn giàu khóc hết ngày nọ tháng nọ ngày nọ qua tháng nọ và cuối cùng cũng chẳng có ai khuyên bà cái gì cả người ta đi qua người ta chỉ nhìn thấy bà ấy ngồi ủ rũ trước một ngôi mộ rất là đẹp và có những cái dòng chữ đó là thiếu anh em không thể sống nổi. Và người ta đều khuyên bà là thôi bà ơi cố lên. Ông mệnh ông nhà đã đến như vậy rồi. Bây giờ bà phải cố lên. Bà phải cố lên cho người ta nhìn thấy những nghị lực của bà. Bà bảo không, tôi không thể sống nổi nữa đâu. Bây giờ không có ông tôi không thể sống nổi. Và cuối cùng thì người ta ngày nào người ta cũng thấy bà như vậy. Đó. Nhưng đến một ngày sau, một ngày khác nữa, người ta đã đi qua và người ta không thấy bà ở trên cái ngôi mộ nữa không thấy nữa anh chị ạ à. bởi vì sao cái người làm vườn ấy người ta mới vỗ vai bà ấy bà, bà ơi bà khóc nữa để làm gì bà khóc nữa thì bà khổ con cũng khổ bởi vì con cũng không thể rời xa bà được đó người làm vườn tuyệt vời không một người quá trung thành với chủ đó bà ơi bà vui vẻ mà sống đi để con còn có vui vẻ mà động lực ở bên bà con còn phục vụ bà chăm sóc bà ông nhà